Xin chào quý vị các bạn, nối tiếp series giới thiệu các linh kiện các dịch vụ tại Di động Cao cấp.vn. Hôm nay Di động Cao cấp.vn giới thiệu các bạn dịch vụ mới, giới thiệu về dịch vụ thay mới vỏ máy của điện thoại Nokia 230 mã RM1172 chính hãng đang có bán tại Di động Cao cấp.vn. Khi khách hàng có nhu cầu thay mới vỏ máy của điện thoại Nokia 230 mã RM1172, quý hàng vui lòng mang máy qua các địa chỉ của Di động Cao cấp.vn. Hiện nay Di động Cao cấp.vn đang đơn vị cung cấp dịch vụ thay mới màn hình điện thoại Nokia RM1172 hàng đầu hiện nay. Mọi thắc mắc quý hàng liên quan đến vỏ máy của điện thoại Nokia 230, quý hàng vui lòng truy cập website www.didongcaocap.vn hoặc gọi điện thoại đường dây nóng 0466750999. Kỹ thuật viên của Di động Cao cấp.vn sẽ tư vấn và hướng dẫn cụ thể cho quý vị các bạn. Một lần nữa, Di động Cao cấp.vn xin cảm ơn quý vị các bạn xem video giới thiệu dịch vụ sản phẩm tại Di động Cao cấp.vn chúng tôi.